Hello anh em, lại là tôi đây. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em một quán ăn rất là chất ở khu vực quận 7. Nó có tên gọi là Phở Gà Phố Cổ. Quán này nằm ở số 10 Trần Trọng Cung. Và đây là một cái quán phở mà tôi đang cảm giác là nó khá là chuẩn với cả chất ở miền Bắc. Thực ra thì tôi cũng giống mọi người thôi. Tôi cũng vào đây mấy năm và tôi cũng loi choi đi tìm khá là nhiều những cái quán phở quận 7. Tôi cũng đưa thân mình ra để thí nghiệm, đi ăn quán này, ăn quán kia để test. Và mãi một thời gian khá là dài, cuối cùng tôi tìm một cái quán mà nó có thể gọi là khá là ưng ý so với bản thân của tôi. Đây là một quán phở gà. Và ở trong quán này nó có thêm rất là nhiều những cái món đi kèm với gà, ví dụ như kiểu là miến trộn này, miến gà này, xôi gà. Quán này thì tôi mới biết thôi, cũng chưa được lâu cho lắm, mới ăn được chắc được khoảng nửa tháng nay. Tại vì cái chi nhánh này là một cái chi nhánh mới mở. Chi nhánh 1 thì nó ở bên quận nhất, nó là một quán cơm. Chi nhánh 2 thì ở bên quận 7, kiểu quán nấu cỗ hay sao ấy. Và đến cái chi nhánh 3 này thì cái quán phở gà nó mới mở, tôi mới biết. Nên ra tôi đến ăn thử và tôi cảm thấy rằng là ok đấy. Một quán phở gà tôi cảm thấy là nó cũng khá là gần với cả cái vị Bắc mà tôi hay ăn. Đây anh em có thể thấy một cái bát phở trông hành thôi nhá. Các bạn nhìn nhá, chỉ cần nhìn hành thôi là các bạn đã hiểu rằng là nó như thế nào rồi. Một cái kiểu cho hành vào rất chất miền Bắc luôn. Tuy nhiên thì sorry anh em một tí, tôi lại không ăn hành. Tôi thì hơi khác mọi người một chút. Nhiều anh em lại thuộc dạng là thích ăn, người ta sẽ ăn phở không hành. Một số người thì sẽ thích ăn theo kiểu là phở nhiều hành. Một số người thì sẽ ăn phở có hành. Tôi thì nó lại ở giữa một tí. Tôi ăn phở là có hành nhưng mà tôi không ăn được hành củ, mà tôi chỉ ăn hành vụn thôi. Không biết rằng anh em nào giống như tôi hay không nhỉ? Đầu tiên khi mà muốn đánh giá một bát phở, ngoài việc là trang trí xung quanh như thế nào, đúng không? Thì các bạn thấy rằng là tiếp tục cái quan trọng tiếp theo đó chính là tương ớt. Nếu mà anh em là một người ăn phở nhiều, các bạn sẽ hiểu. Ăn phở thì phải có một cái tương ớt riêng. Nó gọi như kiểu là một cái ớt phở ấy. Bọn tôi thì ngày xưa ngoài kia thì hay gọi là ớt phở. Thì tôi ăn ở nhiều quán ở Sài Gòn ấy, tôi cảm thấy rằng là không hiểu tại sao trong này nhiều quán lại không có cái ớt đấy, mà người ta cũng là phở nhưng người ta có đôi lúc người ta lại ăn với tương ớt ngọt. Tiếp theo thì nói đến chanh. Đấy, các bạn nhìn miếng chanh không? Đây là rõ ràng đây là một miếng chanh, một quả chanh đúng kiểu của miền Bắc. Chứ ở trong miền Nam thì người ta sẽ hay sử dụng cái quả chanh không hạt đấy. Chanh mà người ta sẽ cắt ra từng lát và bóp ra rất nhiều nước. Nhưng khi mà các bạn nhìn rằng là ăn một món phở kiểu miền Bắc thì các anh em thấy rằng là đi với một quả chanh, một miếng chanh đúng kiểu Bắc này thì nó rất là chuẩn. Chuẩn bị luôn. Rõ ràng một bát phở bình thường dù nước dùng như thế nào đi nữa thì khi mà các bạn bắt buộc các bạn phải trộn thêm những cái gia vị vào, ví dụ như kiểu là tương ớt này hay là chanh này vào, thì bát phở nó sẽ ngon hơn rất rất nhiều. Đấy là điều chắc chắn tôi có thể khẳng định cho các bạn. Ví dụ như các bạn nhìn thấy rằng là tôi một thằng rất hay bị nhiệt miệng, nhưng tôi không hiểu tại sao tôi trước giờ rất thích ăn cay. Đấy, tôi sẽ luôn luôn phải cho ít tương ớt vào, như vậy nó mới có thể ngon và nó đậm đà được. Đặc biệt là khi mà các bạn uống những nước phở cuối cùng, ngoài chanh, ớt hay là hành là những cái thứ mà chúng ta đã nhìn thấy ngay từ đầu rồi và tôi cũng đã nói qua rồi, thì có một thứ nữa rất là quan trọng trong một bát phở, đó chính là bánh phở. Trong Sài Gòn thì tôi ăn nhiều quán phở rồi nhưng mà cảm giác nhiều lúc bánh phở nó vẫn chưa thực sự là quá giống. Thì ở quán này có một cái là bánh phở ăn rất ngon, khá là giống với cả cái vị mà tôi đã từng ăn ở ngoài kia. Nên là đây cũng là một cái điều, một điểm cộng nữa mà tôi rất là thích ở cái quán này. Lúc nãy anh em có thể thấy rằng tôi khi mà gọi bát phở, tôi cho mình một cái combo là một bát phở gà đùi, hai trứng trần. Bởi vì đơn giản là đây là một bữa ăn tối của tôi. Và mỗi lần bữa ăn tối của tôi là một bữa rất là quan trọng. Ăn xong thì sẽ khoảng 30 phút, một tiếng sau là sẽ đến giờ mà tôi live stream anh em ạ. Nên đâm ra là khi mà ăn một bữa tối ấy, tôi cần phải có cho mình rất nhiều năng lượng. Để tôi tí tôi sẽ lên live stream, tôi sẽ ngồi tôi nói một mạch thao thao bất tuyệt khoảng 4 đến 5 tiếng. Nên đâm ra là đôi lúc những bữa tối sẽ là những bữa mà tôi sẽ ăn nhiều hơn so với bữa sáng hoặc bữa đêm một chút. Đấy, đấy là cái nguyên nhân tại sao tôi gọi mình một combo thì nói là xịt sò, hoàn hảo. Nghe thôi đã thấy chết chất rồi. Một bát như này thì cả nếu mà như combo của tôi thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 65k. Còn một bát phở gà bình thường là 40k, một bát gà đùi sẽ là 50k. Đấy là giá nha anh em nhá, cho anh em tham khảo.
Và tất nhiên có một điều nữa mà tôi rất thích ở cái quán này, đó chính là trà đá. Trà đá sẽ được để trong một ca, và ở trong ca đấy thì sẽ có đá và được lạnh sẵn rồi. Các bạn rót ra sẽ ra một cốc trà mà nó không có đá và nó lạnh, uống cực kỳ phê luôn. Và các bạn biết rồi đấy, cái cốc trà đầu tiên khi mà các bạn uống sau khi mà các bạn vừa ăn một cái gì đó luôn luôn là những cái cốc trà ngon nhất trong ngày. Nên tôi phải làm đôi cốc ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video review ẩm thực này của tôi nhá. Anh em thấy hay thì để lại cho tôi một xin một like và subscribe nhé các bạn nhá. Thôi, tôi đến giờ về làm việc rồi. Đến giờ live stream công việc chính của cả ngày rồi. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở trong những video review tiếp theo.